Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo yêu cầu của một số bạn có yêu cầu mình làm vị tướng Van Hell đi phép. Thì đây là một vị tướng xạ thủ mà tất cả mọi người mà khi chơi liên quân á đều phải chơi vị tướng này. Và cái thứ nhất, đó cái thứ hai là cái vị tướng này rất là được chuộng để chơi nha mọi người, tại vì cái tính chất của vị tướng này rất là dễ chơi. Cái lối di chuyển cũng rất là hợp lý. Và đồng thời nó cũng có hai nguồn sát thương, một là sát thương vật lý, hai là sát thương phép. Thì khi chơi vị tướng này á, thì mình có chia sẻ về vị tướng Bản Ngọc trang bị hiệu cho sát thương vật lý rồi. Thì có một vài bạn yêu cầu mình làm Van Hell full phép, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì khi chơi Van Hell full phép có hai cái Bản Ngọc, một là Bản Ngọc tốc đánh 32%, hai là cái Bản Ngọc dành cho xuyên giáp phép cao. Nếu mọi người chơi tốt vị tướng này á, hãy ưu tiên lên cái Bản Ngọc mà xuyên giáp phép cao nha, đừng có lên tốc đánh 32%. Tuy nó tốc đánh nhanh nhưng mà cái lợi thế của cái Bản Ngọc này nó sẽ mạnh hơn nha mọi người. Về ngọc đỏ cho vị tướng này á, thì mình sẽ lên 10 viên ngọc đỏ là công phép và siêu nhấp phép nha mọi người. Còn về ngọc xanh á, thì mình sẽ lên là siêu nhấp phép và tốc đánh. Còn về 10 viên ngọc tím thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy nha mọi người. Thì đây là cái ngọc dành cho Van Hell đi phép nha. Về trang bị á, thì nó sẽ có hai cái trang bị, một cái trang bị dành cho full phép và một cái trang bị sẽ dành cho là sát thương hỗn hợp như làm chậm vừa có sát thương vật lý luôn. Thì khi chơi Van Hell full phép thì đầu tiên sẽ lên chiếc chày phù thủy nha mọi người. Món thứ hai sẽ là cái trượng bùng nổ. Khi mà lên trượng bùng nổ thì sẽ tăng được cái khả năng hồi năng lượng, tốc chạy và công phép nha mọi người. Món thứ ba chính là cái duyên niệm hay kết nè. Món thứ tư chính là cái trượng hổ mang. Món thứ năm sẽ là quả cầu băng xương. Cuối cùng sẽ là sách thánh nha mọi người. Tại giờ tem địch mà mình sẽ lên cái quả cầu băng xương sớm hay là muộn nha mọi người. Đặc biệt là gặp những vị tướng như là Diêu Gia Ta đồ đó thì mình hãy lên ưu tiên lên thẳng món thứ tư, thứ ba của cái quả cầu băng xương là ổn nha mọi người. Đây là cái trang bị mà khi anh em đi full phép theo sát thương phép luôn. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái quanh heo, cái trang bị hỗn hợp sát thương vừa sát thương phép vừa làm chậm và sát thương vật lý luôn. Thì cái trang bị này vẫn chơi được cho cái bản ngọc full phép nha mọi người. Thì đầu tiên sẽ là chiếc giày phù thủy hoặc là giày du mục nha. Món thứ hai sẽ là cây kiếm, Phoenix nè. Món thứ ba duy niệm ma kết và món thứ tư sẽ làm chậm chính là cây rìu nha mọi người. Món thứ năm sẽ là thánh kiếm luôn. Thì cái trang bị này á, thường sẽ là mình sẽ dùng cho cái bản ngọc là sát thương vật lý á, nhưng mà mình vẫn xài được bản ngọc phép nha mọi người. Cuối cùng là cái giáp phong mệnh nha mọi người, và thế giáp phong mệnh thì mình sẽ thay thế một món bất kỳ nha. Thì mình không khuyến khích mọi người lên cái trang bị này chơi nha. Trang bị này á, mình không khuyến khích. Khi chơi full phép á, thì mình ưu tiên lên cho cái trang bị hồi nãy mình chia sẻ cho mọi người á, thì nó sẽ mạnh đam hơn nha mọi người. Về các phù hiệu cho Van Hell đi theo kiểu full phép á, thì hãy ưu tiên lên cái ma chú. Khi mà chọn ma chú thì sẽ phù hợp nhất cho Van Hell đi full phép nha mọi người. Ở đây mình chọn cái ma quả nha. Đó, ở đây mình chọn cái ma chú nè. Dưới đây mình chọn siêu máu, bên đây thì mình chọn thợ săn. Thì chắc chắn cái bằng chia sẻ của mình đảm bảo rất là ok luôn. Có trang bị thì chỉ nó có một cái trang bị thôi, nó đánh hoài luôn. Mọi người cứ yên tâm mà dùng, mình đảm bảo rất là ngon lành. Cứ không sao đâu, mọi người cứ leo rank rất là dễ. Quan trọng là cái lối chơi di chuyển của mọi người thôi. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người muốn làm vị tướng nào thì hãy like comment bên dưới. Và mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.